Mai sinh ngày 27 tháng 11 năm 1948, mất ngày 25 tháng 8 năm 2021, là một nữ soạn giả và nghệ sĩ cải lương người Việt Nam. Về tiểu sử, Bạch Mai tên thật là Nguyễn Ngọc Mai, sinh năm 1948 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Bà là con gái của chủ gánh hát Thanh Bình Kim Mai, nên từ nhỏ bà đã được rèn luyện nói nghiệp hát của gia đình. Bạch Mai thì nổi tiếng bởi sự đóng góp lớn cho mảng cải lương tuồng cổ. Bà viết nhiều vở tuồng đi vào kinh điển như là Sử Án Phi Giao, Hoàng Hậu Không Đầu, Giang Sơn Mỹ Nhân, Ngọc Kỳ Lân, Thập Tứ Nữ Anh Hào, Ngũ Biến Báo Phu Cù, Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, Trưng Nữ Vương, Mai Trắng Xe Duyên. Về gia đình, Bạch Mai thì cùng chồng là nghệ sĩ Đức Lợi, ông sinh năm 1949, mất năm 2005, là cặp đôi tài danh được khán giả yêu mến qua hàng trăm vở tuồng trên sân khấu Quỳnh Long. Họ có hai người con nối nghiệp, đó là nghệ sĩ Chinh Nhân theo họ mẹ, mất vào năm 2016, và Bình Tinh theo họ cha. Bạch Mai thì qua đời ngày 25 tháng 8 năm 2021 tại bệnh viện sau một thời gian điều trị Covid-19. Các tác phẩm của bà như Anh Hùng Áo, Sở Văn Cú Giá, Bao Công Vụ Án Vương Ngọc Tuyền, Bao Công Sử Án Anh Em Song Sinh, Cưới Vợ Cho Con, Đãi Yến Đoàn Hồng Ngọc, Giang Sơn Mỹ Nhân, Hoa Bướm Ngày Xưa, Hoàng Hậu Không Đầu, Mạnh Lệ Quân, Nạn Úc Trong Ống Tre, Ngũ Tiểu Thanh, Sang Hà Xã Tắc, Tiết Nhân Quý, Triệu Uông Dẫn, Sử Án Phi Giao. Nghệ sĩ Bạch Mai cả đời tận hiến. Thông tin nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai qua đời do đột quỵ đã khiến khán giả mộ điệu sân khấu cải lương tuồng cổ và nghệ sĩ đồng nghiệp bàng hoàng và thương xót. Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết mẹ của cô qua đời lúc 23 giờ 10 phút ngày 25 tháng 8 tại Bệnh viện An Bình, thọ 74 tuổi. 15 tuổi nổi danh, 20 tuổi viết tuồng. Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh có hai đại gia tộc gắn bó với nghề hát theo truyền thống, cha truyền con nối, đó là Minh Tơ Huỳnh Long. Nếu gia tộc Minh Tơ thì có nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng được xem là trưởng môn nhân, thì gia tộc Huỳnh Long có nghệ sĩ Bạch Mai là nữ soái, thống lĩnh đủ 4 vai trò, đó là trưởng đoàn, soạn giả, đạo diễn và diễn viên. Bà tên thật là Nguyễn Ngọc Mai, sinh năm 1948, là con gái của ông bà Ngọc Huỳnh, chủ gánh hát Thanh Bình Kim Mai, nên từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi dạy, động viên nối nghiệp gia đình. Thời đó thì gia đình bà sinh sống ở đình Nhân Hòa, Cầu Muối, gánh hát nuôi lớn các anh chị em trong nhà, ươm mầm cho bà ý thức sớm tiếp nối sự nghiệp của cha. Năm 15 tuổi, những ngày hè bà theo đoàn xuống Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lưu diễn. Một đêm diễn vở Mạnh Lệ Quân, cô Đào Chánh là nghệ sĩ Năm Thài đột ngột đòi tăng lương do chồng cô Năm Thài hút á phiện. Nếu không thỏa mãn thì cô đòi bỏ đoàn, mặc dù đã bán hết vé, biết cô Đào Năm Thài gây sức ép với đoàn. Bà nài nỉ bác Tư quản lý thuyết phục cha mẹ cho bà được thế vai. Ban đầu thì bác Tư lo lắng, nhưng sau khi nghe bà ca thử vai Mạnh Lệ Quân, ông đã thuyết phục ông bầu cho con gái thế vai. Cả đoàn đêm đó hồi hộp theo từng động tác bài ca của bà, rồi vỡ òa hạnh phúc khi cô Đào Kim Mai, nghệ danh lúc mới theo nghề của nghệ sĩ Bạch Mai, đã làm nên chuyện. Bà đã từng tâm sự, trong thâm tâm luôn xem cô Năm Thài là sư phụ, vì nhất tự vi sư, bái tự vi sư, bà không oán giận cô đã gây khó khăn cho cha mẹ mình, trái lại xem đó là cơ hội để bà kế thừa sự nghiệp của cha. Mùa hè năm đó, bà chính thức bước vào nghề sau nhiều lần chỉ được đóng vai tỳ nữ Đào Ba. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương kể, tiếng lành đồn xa, khi đó tôi bên đoàn của má Năm Phỉ đã nghe lan truyền lời khen dành cho cô Đào Kim Mai ở Quỳnh Long và Thanh Tòng.
nhỏ tuổi tài cao ở Minh Tơ. Trải qua sự nhào nặn của cuộc đời, của nghề nghiệp, cả hai xứng tầm thống lĩnh bộ môn tuồng cổ tại Sài Gòn. Và như định mệnh sắp đặt, khi đó nghệ sĩ nhân dân Phùng Há được ông bầu Ngọc Huỳnh mời đến đình Nhân Hòa truyền dạy cho đào kép trẻ qua các vở Máu Nhuộm Phụng Hoàng Cung, Phàn Lê Huê Phá Hồng Thủy Trận, Phụng Nghi Đình. Cô Đào Kim Mai đã học thêm về vũ đạo, biết tư duy sáng tạo những cái trình thức diễn xuất để hợp với võ thuật, từ bậc tiền bối được xem là ngôi sao bắt đầu của nghệ thuật tuồng cổ. Năm 20 tuổi, để đáp ứng cái nhu cầu nguồn kịch bản cho đoàn, đồng thời cung ứng cho đồng áo Thanh Bình Kim Mai, bà chính thức viết kịch bản. Ban đầu là những cái cặp cải lương ngắn, rồi ca cảnh, sau đó dựa theo lối hát cương của các nghệ sĩ tiền bối mà viết kịch bản. Vở đầu tiên bà viết và sau này là vai diễn đổi đời, đó là Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ Châu. Vẫn yêu mến nàng Mạnh Lệ Quân. Có lợi thế là con của bầu gánh hát nên bà như cá gặp nước, liên tục sáng tác, đạo diễn và hình thành phong cách diễn xuất đa dạng. Bà có nhiều bút danh như là Bạch Mai, Kim Mai, Ngọc Mai, Thanh Trúc, Ngọc Châu, Viên Hoàng và hàng trăm kịch bản cải lương tuồng cổ, trong đó có nhiều vở tuồng nổi tiếng như là Sử Án Phi Giao, Giang Sơn Mỹ Nhân, Ngọc Kỳ Lân, Thập Tứ Nữ Anh Hào, Ngũ Biến Báo Phu Cù, Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, Trưng Nữ Vương, Mai Trắng Xe Duyên. Nhận xét về phong cách từ ca đến dựng điều hành đoàn Huỳnh Long, từ khi ông bầu Ngọc Huỳnh qua đời, giao trọng trách lèo lái thương hiệu cho bà, nghệ sĩ Kim Cương nói, Bạch Mai vận dụng thủ pháp khai thác hành động nhân vật, nên vở tuồng của chị lúc nào cũng rộn ràng và sôi nổi, nhưng khi đưa vào khai thác nội tâm thì đầy cảm xúc. Bạch Mai còn có sự góp sức của ông xã là Đức Lợi, của em họ là Hữu Huệ, nên vở tuồng nào ra đời cũng nắm 80% thành công. Nhất là vở Sử Án Phi Giao đưa Ngọc Huyền tỏ sáng thành đạo chánh. Có 2/3 nghệ sĩ đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang đều học trò của Bạch Mai. Về âm nhạc, vũ đạo và trang phục, nghệ sĩ Bạch Mai đã bàn bạc cùng các em của bà, gồm có Thanh Bạch, Kim Phượng, Bạch Nga, Bạch Lan, nhạc sĩ Thanh Châu, góp phần định hình phong cách, nên chỉ cần nghe âm nhạc, nhìn phục trang và các diễn xuất sẽ nhận biết phong cách của Bạch Mai, nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi cho biết. Đề nghệ sĩ thăng trầm dâu bể, đúng như định mệnh, đưa bà đến với hào quang bằng vai Mạnh Lệ Quân, dù trong vở tuồng là cái kết viên mãn hạnh phúc, nhưng ngẫm lại số mệnh của nghệ sĩ Bạch Mai, nàng Mạnh Lệ Quân chỉ đẹp trong ánh sáng sân khấu, còn ở đời thật, bà chịu cảnh ly hôn, con trai là nghệ sĩ Chinh Nhân thì qua đời năm 2016, giữa lúc bà trốn nợ, không thể về nhà nhìn mặt con lần cuối. Đến hôm nay, bà ra đi trong cô độc, trong giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Thế nhưng tôi tin chắc rằng khán giả mộ điệu vẫn yêu mến nàng Mạnh Lệ Quân của bà, vẫn xuýt xoa thán phục khi nghĩ về các vai diễn để đời mà bà đã khắc đậm tên tuổi trong trí nhớ của công chúng. Dù đa tài nhưng đời sống của bà cũng lắm chuyện buồn. Hôn nhân của bà và nghệ sĩ Đức Lợi không trọn vẹn. Khi sàn diễn đi vào giai đoạn thoái trào, để nuôi đoàn, bà đã lâm vào cảnh nợ nần. Một thời gian dài, bà phải tá túc ở chùa để trốn nợ. Khi nghệ sĩ Bình Tinh tỏa sáng sau chương trình Sao Nói Ngôi, với giải quán quân đầy thuyết phục, cô đã đứng ra lo toan mọi việc, trả dần số nợ của mẹ. Từ đó, bà mới trở về lại ngôi nhà của mình.
lặn lội đến triều Trung, dập đầu kêu vang trước bệ rồng để mong thấy được phúc hồng. Ban đến người dân đen quan hậu là cái gì vậy xưa ra.